Vâng, xin chào con Nguyễn Phương Hằng. Về cái vấn đề này thì con thấy là với con á, đúng là đúng, sai là sai. Con thấy cái vấn đề này cô nói nhiều cái, con thấy cô không đúng một cái điểm nào hết luôn á. Thứ nhất, cô đang công kích về cá nhân của thầy rồi. Cô bảo là thầy ở dơ không tắm này này kia, thì cái đấy cũng việc của người ta đi cô, không liên quan đến cô. Vấn đề thứ hai á, là những ai tung hô thầy thì cũng kệ người ta đi, cũng kiểu như kiểu là cô đấy, cô làm cái đúng tốt đẹp thì con và rất nhiều người cũng ủng hộ người ta. Còn ví dụ như ở dơ không tắm hay gì thì thật sự mà nói thì con và cô hay bao nhiêu người chúng ta cũng có phải ở gần để ngửi đâu ạ, đúng không ạ? Cái đó thì thầy như thế nào đó là việc của thầy đi, cái đó con nghĩ là thầy không vi phạm pháp luật và pháp luật không cấm cái điều đấy. Cái vấn đề nó là cô chê người ta là chỉ có ngồi cơm điện. Con nói với cô này, chỉ có nồi cơm điện đấy mà rất được nhiều người tôn kính và nể cái đức hạnh của thầy, cái sự tu tập đấy cô ạ. Và chính vì cái nồi cơm điện đấy á, mà đã cho bao nhiêu người biết được ấy, một vị chân tu là như thế nào và tu tào lao như thế nào. Và cũng chính vì cái nồi cơm điện đấy đấy mà cho ra được ông Thích Chân Quang đấy, Băng Giả này, rồi này kia các kiểu đấy cô ạ. Và cũng chính vì cái chuyện mà có tài hay không có tài ấy, thật sự mà nói mỗi người có mỗi tư tưởng khác nhau. Vì theo con được tìm hiểu thì cũng được biết đó là từ trước đó thì thầy đã cũng làm cái này cái nọ, rồi cũng đã đi bộ đội về, cũng đã làm ở trong đo đạc địa chính các địa chính, và thầy cũng có sầu riêng các kiểu, rồi là bán cũng có tiền rất là nhiều. Riêng về cái vấn đề và cái khái niệm này này là con thấy cô sai hoàn toàn khi cô xúc phạm và cô nói về vấn đề của thầy Thích Minh Tuệ. Còn đây là cái quan điểm và cá nhân của con thôi. Còn cái việc cô xin lỗi thầy hay không đó là việc của cô thôi. Nhưng mà con thấy cái này cô nói thầy nhiều cái nó quá, hơi quá. Tại vì dù sao cô cũng có cái lượt theo dõi của cô rất là nhiều. Và cô nói như thế thì sẽ làm cho những cái người mà ghét thầy từ trước đến nay họ sẽ công kích thầy Minh Tuệ nhiều hơn. Và sau cái vấn đề mà cô nói thầy từ lâu rồi, thì đến bây giờ thì con thấy là thầy vẫn đang đi khất thực, và hiện tại bây giờ thầy đã ngừng để thầy chuẩn bị đi sang đi bộ hành từ Việt Nam sang Ấn Độ. Vậy thì theo con đó là cái việc đấy thì các cơ quan chức năng hay bất cứ ai chưa làm gì thầy hay gì cả, thì đến giờ này con vẫn yêu quý và kính nể thầy. Con cũng rất yêu quý cô, một bên đạo bên đời. Nhưng mà cái nào đúng là đúng, sai là sai của ạ. Thì mong cô xem được những cái video này và xem những cái con nói như thế này. Thì bây giờ con mừng nhất đó là cô đã ngừng cái chuyện lên mạng để live stream rồi. Thì cô đã chuyển sang pháp lý. Con ủng hộ cô cái điều đấy. Và với con thì thật sự con rất là kính nể và yêu quý cô về những cái việc mà cô đang làm tốt cho đất nước Việt Nam. Cảm ơn cô rất là nhiều. Nhưng mong cô từ nay trở về sau đừng bao giờ lên mà nói thầy Minh Tuệ như vậy nữa cô ạ. Xin cảm ơn. Còn mọi người để lại comment giùm em nhé. Tao gửi cho mấy cái đứa ngồi dưới mà với vỗ tay này. Mẹ chúng mày á nha. Cái gì cũng làm như đúng lắm á. Sao chúng mày cứ đi theo chúng mày cứ tung hô những cái mà ví dụ như này kia thế nhỉ? Chúng mày không biết cái đúng cái sai à? Cái việc đấy là việc cá nhân mà, giống như kiểu tao và chúng mày đang yêu quý cô Hằng đúng không? Ai đụng đến chuyện cá nhân của cô, tao với mày có ủng hộ không? Không đúng không? Nên là cái gì cũng vậy. Muốn xã hội xanh đẹp, ngày càng tốt đẹp á, mà yêu quý một người đó thật sự á nhá, thì khi thấy người ta nói cái nào đó không đúng á, thì phải đừng có ủng hộ, đừng có hùa theo chứ. Thế nhá, đúng là chịu.